Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại tỉnh Yên Bái, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La tổ chức hội nghị Ban chỉ đạo lễ đón nhận bằng UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Dự và chủ trì hội nghị có Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn, đồng trưởng ban chỉ đạo lễ đón nhận. Cùng sự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thanh Bình, Phó Tổng thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên. Tại hội nghị, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã báo cáo tiến độ triển khai các nhiệm vụ tổ chức lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai lễ đón nhận. Đến nay, các sở ngành địa phương, căn cứ các nhiệm vụ được giao, đều chủ động xây dựng kế hoạch, phương án chi tiết để thực hiện, đảm bảo tiến độ yêu cầu đề ra. Về thời gian tổ chức, chương trình dự kiến diễn ra vào 20 giờ ngày 24 tháng 9 năm 2022 tại sân vận động thị xã Nghĩa Lộ, thời lượng 90 phút và được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam cùng Đài Phát thanh và Truyền hình một số tỉnh thành trên toàn quốc. Đến thời điểm này, tỉnh Yên Bái đã xây dựng dự thảo chương trình tổng thể, kịch bản chi tiết, kịch bản chương trình nghệ thuật, khảo sát địa điểm tổ chức và phương án dựng sân khấu tổ chức lễ đón nhận, hoàn thiện thư mời tài trợ, thư mời các đại biểu quốc tế, dự thảo công văn của tỉnh ủy đăng ký lịch công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại tỉnh Yên Bái để dự lễ đón nhận và khai mạc lễ hội. Về công tác hậu cần, đến nay đã rà soát toàn bộ các khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ. Về công tác tuyên truyền, đã chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh và đề nghị các cơ quan báo chí trung ương thường trú xây dựng các chuyên trang chuyên mục để tuyên truyền trước, trong và sau lễ đón nhận. Cùng với đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng được tỉnh Yên Bái chỉ đạo tổ chức thực hiện. Thông tin chi tiết về hội nghị, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trong bản tin thời sự tối nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh, huyện Văn Yên vừa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ hai nhiệm kỳ 2022-2027. Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh, huyện Văn Yên được thành lập năm 2017 với 148 hội viên. Sau thời gian đi vào hoạt động, đến nay hội đã có bước phát triển về mọi mặt. Các cấp hội trên địa bàn huyện thường xuyên tuyên truyền cho hội viên nâng cao nhận thức, giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống lịch sử hào hùng của Trường Sơn đường Hồ Chí Minh, nỗ lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời tuyên truyền giáo dục truyền thống lòng yêu nước trong nhân dân và thế hệ trẻ. Nhiều hội viên tuy tuổi đời đã cao nhưng vẫn tích cực tham gia hoạt động công tác xã hội ở khu dân cư và tích cực phát triển kinh tế gia đình. Trong 5 năm qua, hội đã vận động và tiếp nhận làm được 2 ngôi nhà tình nghĩa cho hội viên, tổ chức thăm hỏi tặng quà cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2022-2027, Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh, huyện Văn Yên tiếp tục xây dựng củng cố tổ chức vững mạnh, chủ động phối hợp cung cấp tư liệu và làm nhân chứng lịch sử, hưởng ứng các phong trào cuộc vận động do tỉnh, huyện, địa phương phát động, vận động các nguồn lực để giúp đỡ đồng đội. Với tinh thần đoàn kết dân chủ, đại hội đã bầu ban chấp hành Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh, huyện Văn Yên khóa 2 nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Được khởi công cuối năm 2021, cầu Giới Phiên là cây cầu thứ 8 bắc qua sông Hồng trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Để hoàn thành công trình theo cam kết, đơn vị thi công là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng Trung Chính đang tập trung nhân lực để nhanh tiến độ thi công. Công trình cầu Giới Phiên do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông tỉnh Yên Bái làm chủ đầu tư với số vốn 630 tỷ đồng. Cầu được thiết kế xây dựng 2 mố, 9 trụ, 10 nhịp, có chiều dài 518 m, rộng 20,5 m, bê tông giữ ứng lực. Sau một thời gian tập trung nhân lực, phương tiện, thi công tích cực, đến nay, nhà thầu đã cơ bản thi công xong phần trụ T5, T6, T7 và T8 ở giữa sông, ước đạt 25% khối lượng công việc và phấn đấu đến cuối năm 2023 sẽ thông xe kỹ thuật. Công trình cầu Giới Phiên là cây cầu thứ 5 bắc qua sông Hồng được triển khai trên địa bàn thành phố Yên Bái. Cầu hoàn thành sẽ tạo trục kết nối từ cao tốc Nội Bài Lào Cai với quốc lộ 32C, quốc lộ 70 với đường Âu Cơ, thúc đẩy kinh tế xã hội của thành phố Yên Bái phát triển. Thưa quý vị và các bạn, với đặc thù là huyện vùng cao, đường giao thông đi lại còn nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa, nên những ngày này tranh thủ thời tiết nắng ráo, Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Mù Cang Chải đang tăng cường kiểm tra đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng, thi công các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn, nhanh chóng bàn giao đưa vào sử dụng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
ghi nhận của nhóm phóng viên chương trình. Năm 2022, Ủy ban Nhân dân xã Khao Mang, huyện Mù Căng Chải được đầu tư xây dựng trụ sở làm việc với quy mô 9 phòng trên diện tích 280m², kinh phí đầu tư trên 3 tỷ đồng. Đến thời điểm này, đơn vị thi công là công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và xây dựng Đức Tín đã thi công xong phần thô. Phấn đấu sẽ hoàn thành công trình trong tháng 10 để bàn giao đưa vào sử dụng trước thời hạn 2 tháng so với kế hoạch. Qua nhiều lần đề xuất ý kiến với huyện, với tỉnh, thì đến nay cũng đã được quan tâm, cũng đã tạo điều kiện và xây một cơ sở mới về cho cán bộ công chức cũng như ổn định về chỗ ở làm việc. Với đặc thù là huyện vùng cao, các công trình ở Mù Căng Chải được đầu tư xây dựng chủ yếu ở các xã, quy mô nhỏ và phân tán. Bên cạnh đó, mùa mưa ở Mù Căng Chải thường diễn ra từ giữa tháng 4 đến tháng 10, ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công. Do đó, ngoài tập trung nguồn lực và giải ngân vốn các công trình xây dựng cơ bản, huyện Mù Căng Chải yêu cầu các nhà thầu phải tranh thủ những ngày nắng, khẩn trương vận chuyển vật liệu để đảm bảo thi công cả trong mùa mưa. Tập trung máy móc thiết bị, bố trí đầy đủ cán bộ tại công trường theo quy định để đẩy nhanh tiến độ. Năm nay thì thời tiết nó mưa nhiều thôi, chứ còn giải pháp thi công thì nhà thầu đã tìm mọi cách để thi công làm sao để trong quá trình mưa vẫn căng bạt để cho anh em công nhân thi công để đạt cái tiến độ đề ra. Năm 2022, huyện Mù Căng Chải được giao nguồn vốn trên 140 tỷ đồng để thực hiện 79 công trình xây dựng cơ bản, trong đó có 24 công trình dự án khởi công mới, 18 công trình làm đường giao thông nông thôn, 6 danh mục công trình giải phóng mặt bằng, tạo mặt bằng xây dựng trụ sở công an xã, 15 dự án quy hoạch và 1 dự án khai thác ruộng bậc thang. Đến thời điểm này, huyện đã giải ngân được trên 78 tỷ đồng, đạt 55,7% so với kế hoạch. Khi mà lựa chọn các nhà thầu về xây lắp xong thì cũng phải yêu cầu nên các cái kế hoạch triển khai thực hiện để đôn đốc trong quá trình vật liệu, vận chuyển vật liệu làm sao để đảm bảo trong quá trình thi công không bị mưa. Nếu mà không chuẩn bị tốt công tác này thì mình sẽ không thực hiện tốt được công tác giải ngân. Thế thì đối với huyện Mù Căng Chải về phía ban quản lý thì đến giờ phút này này công tác giải ngân cũng đảm bảo theo đúng kế hoạch. Còn cái phương hướng nhiệm vụ của từ giờ đến cuối năm thì về phía ban thì đôn đốc các nhà thầu là lên kế hoạch chi tiết từng công trình một đến từ giờ đến 31 tháng 12 để đảm bảo triển khai làm sao đảm bảo cái kế hoạch giải ngân theo đúng cái kế hoạch đề ra. Bên cạnh việc phân bổ điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn kịp thời, huyện Mù Căng Chải cũng kiên quyết điều chuyển vốn từ những dự án chậm tiến độ sang những dự án có khối lượng và đủ điều kiện thanh toán để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, sẵn sàng thay đổi những nhà thầu năng lực yếu bằng các nhà thầu đáp ứng đủ yêu cầu. Thưa quý vị và các bạn, năm học 2022-2023 đang đến gần. Thời gian này, các trường học trên địa bàn huyện Trấn Yên đang tích cực chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực và dọn dẹp trang trí khuôn viên trường lớp khang trang, sạch đẹp, sẵn sàng đón học sinh tựu trường. Năm học 2022-2023, cô và trò trường mầm non Quy Mông phấn khởi được học trong ngôi trường mới với cơ sở vật chất được đầu tư hiện đại. Đây là công trình được ngân sách tỉnh và huyện đầu tư gần 13 tỷ đồng để xây dựng 6 phòng lớp học, nhà lớp học chức năng, nhà hành chính quản trị, nhà ăn, bếp, cùng công trình phụ trợ, tạo điều kiện để nhà trường nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Khi được đầu tư về cái cơ sở vật chất khang trang đối với trường mầm non Quy Mông thì tập thể lãnh đạo cũng như là tập thể giáo viên trong nhà trường rất là phấn khởi, vui mừng và bắt tay để xây dựng cũng như là xây dựng về cơ sở vật chất, tạo cảnh quan môi trường cũng như là về cái nâng cao chất lượng của đội ngũ để chúng tôi sẵn sàng nhận cái nhiệm vụ là xây dựng trường làm sao xứng đáng là trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Năm học 2022-2023, trường Trung học cơ sở Báo Đáp có 282 học sinh với 8 lớp học. Để chuẩn bị cho ngày tựu trường, trên cơ sở rà soát cơ sở vật chất, nhà trường đã huy động giáo viên, phụ huynh và học sinh để sửa chữa cơ sở vật chất, đồ dùng dạy và học, vệ sinh khuôn viên nhà trường, sẵn sàng cho ngày khai giảng năm học mới. Ngày 1 tháng 8 thì thầy cô giáo đã đến và tập trung tựu trường trước, làm công tác về phổ cập cũng như là chuẩn bị rà soát một số cái cơ sở vật chất. Trong đó thì có chỉnh trang lại cơ sở vật chất của các phòng học, sửa sang bàn ghế cũng như là các thiết bị cho phòng học. Đồng thời là trong ngày hôm nay thì cũng huy động tất cả các em học sinh trong nhà trường ở bậc trung học cơ sở, các em đến để vệ sinh lớp học và khu vực môi trường xung quanh lớp học của mình.
Để thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo Trấn Yên đã thực hiện việc tăng cường, phân công giáo viên dạy liên trường để đảm bảo chất lượng dạy và học của các đơn vị thiếu giáo viên. Công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cũng được ngành giáo dục đào tạo triển khai theo đúng kế hoạch và dưới nhiều hình thức khác nhau, cả trực tiếp và trực tuyến, nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ nhà giáo trước năm học mới. Đảm bảo 100% học sinh bước vào năm học mới có đủ sách giáo khoa, đồ dùng, thiết bị học tập. Đặc biệt, ngoài việc đưa vào sử dụng hai ngôi trường xây dựng mới, Trấn Yên đã huy động nhiều nguồn vốn để đầu tư xây dựng các phòng học bộ môn, nhà hành chính quản trị cho các trường học, góp phần nâng số phòng học kiên cố lên 94,3% và không có phòng học tạm. Để nâng cao giữ vững trường chuẩn quốc gia mức độ 1 và tiến tới tháng 10 là chuẩn mức độ 2, thì trường tiểu học và trung học cơ sở Nga Quán chúng tôi sẽ huy động công tác xã hội hóa, công tác để xây dựng cơ sở vật chất và kết hợp với nguồn ngân sách nhà nước sẽ thực hiện nhiệm vụ công tác cơ sở vật chất để đảm bảo mức độ tối thiểu để cho học sinh đảm bảo chương trình giảng dạy và giáo dục học sinh trong nhà trường. Trong năm học 2022-2023 này, ngành giáo dục và đào tạo Trấn Yên quyết tâm triển khai đồng bộ các giải pháp, tập trung xây dựng môi trường giáo dục an toàn lành mạnh, thân thiện, dân chủ, kỷ cương, tăng cường an ninh, an toàn trường học, chú trọng công tác giáo dục thể chất, y tế trường học, xây dựng văn hóa học đường, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, kỹ năng sống cho học sinh. Chuẩn bị sẵn sàng các phương án tổ chức dạy học trực tuyến, qua mạng trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện. Phấn đấu từ nay đến hết năm 2022 có thêm ít nhất 2 trường được công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Để chuẩn bị cho năm học mới 2022-2023 thì Phòng Giáo dục Đào tạo Trấn Yên đã có những cái báo cáo tham mưu với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện về các cái nội dung yêu cầu của ngành, của Bộ Giáo dục Đào tạo, của Sở Giáo dục Đào tạo để chuẩn bị cho năm học mới tốt nhất, tích cực nhất. Và phòng cũng đã chỉ đạo các nhà trường là tích cực chuẩn bị các cái điều kiện về cơ sở vật chất, về trang thiết bị, về sách giáo khoa và tổ chức các cái lớp bồi dưỡng tập huấn cho giáo viên, cho nhân viên để đảm bảo là tất cả các cái yêu cầu được hoàn thiện tốt nhất, cơ bản nhất để bước vào năm học mới hiệu quả ngay từ những ngày đầu tiên. Ngày khai trường đang đến gần, niềm vui, niềm phấn khởi đón chào năm học mới như tiếp thêm sức mạnh để không chỉ các thầy cô giáo, các em học sinh mà mọi nhà, mọi người và toàn xã hội càng thêm quyết tâm phấn đấu cùng chung tay chăm lo cho sự nghiệp chồng người, cho các thế hệ tương lai của đất nước. Với sức mạnh tinh thần đó, cùng sự chuẩn bị chu đáo, ngành giáo dục đào tạo Trấn Yên quyết tâm gặt hái được nhiều thành công trong năm học mới, đóng góp đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của quê hương, xứng đáng là huyện nông thôn mới đầu tiên của các tỉnh vùng núi phía Bắc. Thưa quý vị và các bạn, đã hơn 2 năm nay, đều đặn mỗi tháng cứ 3 đến 4 lần bằng tấm lòng bao dung nhân hậu, chị Hoàng Thị Vị ở thôn Ngòi Khang, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình đã không quản ngại khó khăn đến từng gia đình để chăm sóc và dạy con chữ cho những đứa trẻ kém may mắn để các em tiến bộ mỗi ngày cùng vươn lên hòa nhập với cộng đồng. Hơn 2 năm nay, người dân xã Bảo Ái, huyện Yên Bình đã quá quen thuộc với hình ảnh người phụ nữ vội vã ghé vào hàng tạp hóa, mua bánh kẹo, đường sữa, sách vở, bút mực xếp gọn vào cốp xe máy, vượt chặng đường hàng chục km đến từng gia đình. Có những đứa trẻ kém may mắn để làm những công việc của người mẹ hiền là chăm sóc và dạy con chữ cho các em mà không đòi hỏi bất kỳ một khoản tiền hỗ trợ nào. Tận mắt chứng kiến các bé bệnh tật điều trị chăm bẵm dạy dỗ ân cần như người mẹ dành cho đứa con ruột thịt của mình mới cảm nhận được tấm lòng nhân hậu lớn lao của chị dành cho các bé. Với chị, những đứa trẻ ấy không chỉ là học trò đặc biệt mà còn là những đứa trẻ chị hết mực yêu thương. Người phụ nữ ấy là Hoàng Thị Vị, dân tộc Cao Lan ở thôn Ngoài Khang, xã Bảo Ái. Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở xã Bù Linh, huyện Yên Bình, tốt nghiệp cao đẳng sư phạm khoa toán lý, chị Hoàng Thị Vị tình nguyện đến dạy học ở trường trung học cơ sở Bảo Ái, một xã đặc biệt khó khăn của huyện Yên Bình. 32 năm gắn bó với rất nhiều thế hệ học sinh, nhưng điều mà chị trăn trở nhất đó là những lần tham gia công tác phổ cập, chứng kiến những em nhỏ không may bị khuyết tật, chưa được đến trường, lòng chị như thắt lại. Vậy là ngoài giờ lên lớp, chị tranh thủ học các kỹ năng nuôi dạy, giáo dục trẻ khuyết tật trên phương tiện thông tin đại chúng và qua sách báo. Ngay sau khi nghỉ hưu, với những kiến thức thu thập được, cộng với kỹ năng sư phạm, từ khi còn dạy học, chị Vị chủ động tìm đến với các em bằng cả tấm lòng bao dung, sự kiên nhẫn như một người mẹ. Khi gặp các bạn thì mình cũng nghĩ là các bạn ấy cũng như là con mình thôi. Thế mà con mình thì được hơn các bạn ấy, được ăn học rồi được chăm bẵm. Thế nhưng mà các bạn ấy thì lại quá là thiệt thòi.
Có những bạn thì khuyết tật đến mức độ mà chỉ nằm ở trên giường thôi ấy. Có những bạn thì đa khuyết tật, không nói được, không nghe được. Thì mình cũng nghĩ là thôi bây giờ mình cũng tuổi cao rồi, mình cũng về hưu rồi. Thì bây giờ thời gian của mình đâu có, thì mình cũng nên làm cái việc gì đấy để giúp thứ nhất là giúp cho chính bản thân các bạn ấy, sau đó là giúp cho gia đình các bạn ấy, để cho các bạn ấy đỡ bị thiệt thòi ấy. Sinh thiếu tháng là bị đa khuyết tật phát âm kém, liệt hai tay, chân phải cũng rất yếu, nhưng em La Quốc Bảo ở thôn làng giữa lại có trí nhớ rất tốt. Thấy em có khả năng tiếp thu được kiến thức, chị Vi đã không quản khó khăn tìm một cách giúp cháu học tập. Bắt đầu là tập đánh vần, rồi đọc sách, gian nan nhất là dạy Bảo viết bằng chân trái. Mới đầu để giúp Bảo giữ cho giấy viết khỏi xô lệch, chị Vi đã sưu tầm những tờ bìa cứng để Bảo tập viết. Tập mãi không viết được chữ nào, Bảo nổi cáu vứt hết sách bút. Những lúc như thế chị lại ôm Bảo vào lòng vỗ về, rồi động viên, thậm chí chị cũng tự tập viết bằng chân để khuyến khích Bảo. Sự tận tụy của chị đã mang đến những trái ngọt khi chứng kiến lần đầu tiên Bảo viết được tên mình trên trang giấy. Giờ đây, không chỉ đọc được cả bài văn dù phát âm còn khó khăn, làm toán cộng trừ nhân chia trong phạm vi 100, mà Bảo còn viết được chữ rất đẹp trên giấy trong sự phấn khởi của bố mẹ và người thân. Vợ chồng em thật sự là cũng chỉ cố gắng nghĩ là chạy chữa cho con để biết đi thôi. Là nhờ sự quan tâm và sát sao của cô vị. Đến ngày hôm nay là thật sự vợ chồng em rất là cảm động. Không nghĩ con mình lại có những cái ngày hôm nay là biết đọc, biết viết. Cái lần đầu tiên mà em nhìn thấy con em đọc được từng chữ ạ. Cả cô và mẹ đều khóc òa khi mà nhìn thấy con đọc được và viết được những cái dòng chữ trên giấy như hôm nay. 3 tuổi, do một lần sư ý bị ngã, bé Bàn Thanh Việt, con trai của chị Lý Thị Đánh, ở thôn Ngòi Chán, xã Bảo Ái, bị bại não, liệt toàn thân. Nhà nghèo lại không có kiến thức chăm sóc con, nên mỗi khi chị Đánh cho con ăn, bé Việt rất hay bị sặc nên gầy yếu, thường xuyên phải nằm viện. Biết hoàn cảnh của gia đình chị Đánh, chị Vị đã chủ động tìm đến tư vấn giúp chị Đánh từ cách chăm sóc, chế biến thức ăn đến việc cho con ăn. Hiện tại bé Việt không còn ốm vặt, cơ thể đã bắt đầu phát triển ổn định. Khi Việt về thì cháu gầy, may được cô Vị vào hướng dẫn mình chăm sóc cháu, cho ăn rồi cho vệ sinh rồi mát xa. Bây giờ cháu cũng khỏe nhiều rồi. Gia đình cảm ơn cô Vị nhiều lắm. Điều đặn mỗi tháng 3 đến 4 lần, tùy từng thể trạng bệnh của các cháu, chị Vị có phương pháp tiếp cận hỗ trợ riêng. Đối với những cháu có khả năng tiếp thu thì chị tìm cách dạy kiến thức, tư vấn kỹ năng tự chăm sóc bản thân. Những cháu bệnh nặng, chị tư vấn cho phụ huynh về cách chăm sóc, phòng chống đuối nước, xâm hại tình dục trẻ em. Mỗi lần đến thăm các con, chị Vị đều cẩn thận ghi chép từng hành động, cử chỉ, cũng như sự tiến bộ của mỗi bé để có phương pháp hỗ trợ phù hợp với mong ước phần nào bù đắp cho các em những khiếm khuyết không may mắn để có thêm niềm tin trong cuộc sống. Giờ đây, 17 học trò đặc biệt do chị hỗ trợ chăm sóc đã có nhiều tiến bộ, biết đọc, biết viết. Những trẻ nặng hơn thì biết bày tỏ tình cảm, có thêm kỹ năng hòa nhập với cộng đồng và được chăm sóc tốt hơn. Chị Vị trở thành người bạn đồng hành, là nơi gửi gắm niềm tin của các bậc phụ huynh và là người mẹ hiền thứ hai của các cháu nhỏ đặc biệt này. Việc làm ý nghĩa của chị Hoàng Thị Vị thì bản thân các hộ gia đình cũng đã có được kỹ năng để chăm sóc con cái và hỗ trợ cho con mình có cái kiến thức và có cái cách để tiếp cận với cộng đồng. Các hộ gia đình rồi là bà con nhân dân trên địa bàn xã cũng đã nhận thức được cái việc và cái ý nghĩa của việc làm của chị Vị, sự đồng lòng chia sẻ đối với các cháu có hoàn cảnh yếu thế và tránh cái việc mà kỳ thị với các cháu để các cháu là có điều kiện, có cơ hội để hòa nhập với cộng đồng. Bằng tấm lòng bao dung nhân hậu đã khiến mọi nhọc nhằn trở thành niềm vui. Giờ đây chị Vị không chỉ nhớ tên, nhớ hoàn cảnh gia đình mà còn nhớ cả sở thích cũng như khó khăn của từng trẻ để kịp thời hỗ trợ giúp đỡ. Với chị, cái được lớn nhất là niềm hạnh phúc khi chứng kiến những bông hoa khuyết cánh đang tỏa hương hòa nhập cùng cộng đồng.